bữa nay lễ Vu Lan, Elina đi chùa mà đi trễ quá. Elina lễ Vu Lan, Elina đi chùa trễ luôn. Chùa có nhiều bông sen đẹp lắm. Ừ, để đây cho mẹ. Giỏi, giỏi quá Elina, giỏi quá. Cảm ơn Elina. Rồi con lấy giày của con đi. Wow, cái bông sen trắng với tím đẹp quá trời luôn. Trời ơi đẹp. Ôi, bên kia có sen vàng nữa. Bên kia có sen màu vàng với màu trắng nữa kìa. Trời ơi, bữa nay trời mưa cả nhà. Mình mắc dẫn Thảo đi con ma buổi sáng cho nên mình tới chùa trễ. Cũng tiếc là hôm nay lễ Vu Lan mà mình không có tới sớm được để coi làm lễ buổi trưa. À, chào. Bông sen đẹp quá trời luôn. Trời nắng nó đẹp lắm chị ơi. Dạ, bông đẹp quá. Cái bông trắng với tím này là đẹp quá chừng luôn. Trời ơi, cái cây bông tình yêu này nó ra quá trời bông luôn. Cây này đẹp nè. Ôi, cái màu đỏ này đẹp thôi. Chùm chùm luôn. Sư cô trồng cái cây này tốt nè. Chào chị. Tự viên tự diễn. Trời ơi, bông nhân thọ. Hồ sen quá trời đẹp luôn. Đây bông súng. À, lần đầu tiên thấy quay phim trong mưa ha. Quay phim trong mưa thiệt luôn á chứ. Quay phim trong mưa luôn. Ôi bông bên kia quá chừng đẹp luôn. Bây giờ trời mưa rồi đâu có ra ngoài đó chụp hình được đâu. Chỉ đứng đây quay vòng vòng lại thôi. Kia có mấy chú đang nói chuyện. Bông súng quá trời đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn. Với dạng thọ. Mình xuống với dạng thọ. Đây. Ờ, cái cây này đẹp. Cây này bông chùm chùm. Cây đẹp quá chùm. Gì vậy Nina? Mình tới trễ cho nên là giờ này hết ấy rồi, hết người rồi, hết lễ rồi. Bữa nay có lễ. Buổi sáng mình mất đi chỗ khác. Ơi mẹ đây. Cho nên là giờ này mình mới tới tranh thủ. Tại vì Thảo ở Paris á, lâu lâu mới xuống làng. Cho nên là dẫn tới giếng chùa cho biết. Mà ở ngoài đang mưa. Trời đang mưa. Nên chánh điện á. Chánh điện của chùa mình đó.